Xin chào anh em, chào các bác. Đây mình đang là chiếc sạc dự phòng Xiaomi 10.000 mAh 3/2019. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp xem nó có gì đặc biệt nhé. Chúng ta có thể thấy vỏ hộp màu trắng, vỏ hộp giấy tái chế rất quen thuộc đối với các sản phẩm giá rẻ của Xiaomi. Ở phía mặt sau, chúng ta có thể thấy đây là tem chống hàng giả. Các bạn cào ra thì sẽ có mã số khách hàng chính hãng. Sản xuất tháng 2 năm 2019. Mặt trước là hình ảnh một viên pin dung lượng 10.000 mAh. Ở đây có ghi là sạc nhanh 2 chiều 18W với cổng sạc USB Type-C. Hãy cùng xem qua các thông số kỹ thuật ở phía mặt sau. Ta có tên mã sản phẩm, cổng micro USB và USB Type-C. Với công suất là 37W, lượng pin thực tế là 6.000 mAh. Với dòng 5V3A, chúng ta có cổng USB Type-C 5V3A, 9V2A và 12V1.5A, cổng micro USB 5V2A, 9V2A, 12V1.5A. Rồi, như vậy là chúng ta có thể thấy cục sạc dự phòng này hỗ trợ sạc nhanh QuickCharge 3.0 với dòng max lên tới 18W và hỗ trợ sạc nhanh cả đầu ra và đầu vào, rất là tiện lợi. Chúng ta có một viên pin, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Đây là hướng dẫn check code. Và chúng ta có thêm một cáp sạc micro USB với đầu chuyển Type-C. Đương nhiên là phải có Type-C rồi. Hỗ trợ Type-C mà lại bắt mình mua Type-C ngoài thì... Đây chính là cái đầu chuyển Type-C. Mình sẽ gỡ cái này ra cho mọi người xem. Rất là chắc. Đó, đầu micro USB và đầu chuyển Type-C. Cổng cáp dài khoảng 40 cm. Rồi, chúng ta sẽ bóc xiên. Đây chính là viên pin của chúng ta. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy ở đây chúng ta có hai cổng out và hai cổng in, một cổng Type-C vừa out vừa in luôn. Đây là cổng USB out 1. Type-C out 2 và in 1. Out 2 Type-C này thì có nguồn 5V3A, 9V2A hoặc là 12V1.5A. Đối với cổng out 1 thì nguồn ra thấp hơn một chút, tức là 5V2.4A. Bên cạnh cổng Type-C tiếp theo đó là cổng micro USB in 2. Chúng ta có thể sạc viên pin bằng Type-C hoặc là micro USB. Tiếp theo vẫn là 4 đèn LED báo nguồn quen thuộc trên các sản phẩm sạc dự phòng của Xiaomi trước đây. Và cuối cùng là nút nguồn, chúng ta ấn một lần để kiểm tra tình trạng 100 pin còn lại, hoặc là các bạn có thể ấn 2 lần để chuyển sang chế độ sạc chậm cho các thiết bị như vòng đeo tay thông minh, Mi Band.
Rồi, còn đây là phía dưới của chiếc xà dự phòng, cũng chỉ là các thông số kỹ thuật cũng như vỏ hộp chúng ta đã xem khi nãy thôi. Vỏ viên pin được làm từ nhôm nguyên khối CNC, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn và rất là sang trọng. Đây, đây chính là bộ sản phẩm của chúng ta. Mặt trước của viên pin thì có logo Mi. Cái logo này có lẽ là được khắc CNC thay vì dập chìm vào sản phẩm như chiếc 2018. Phần sau chúng ta có chữ Mi.com. Ok, chúng ta sẽ cùng test một chút sạc nhanh. Với thiết bị đo dòng là chiếc dư quẩy i7T và chiếc Redmi Note 7 hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0. Ok, đang sạc rồi nhé. Chúng ta có thể thấy Redmi Note 7 đã hiện biểu tượng sạc nhanh ở cạnh viên pin này. Và dòng chúng ta đo được khoảng 6,27V và 2,58A, rơi vào khoảng 15-16W tương đương với Quick Charge 3.0. Trong clip tiếp theo mình sẽ test sạc nhanh khi sạc viên pin này sẽ đầy trong bao lâu. Các bạn muốn test gì về viên pin này? Hãy comment ý kiến ở phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh của mình nhé. Gặp lại trong các clip tiếp theo.